Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Sáng nay là sáng thứ năm ngày 22 của tháng 8. Mời các bạn cùng ngắm hoa sen vườn mình. Mình nghĩ chắc đây là nụ cuối cùng rồi đấy các bạn ạ. Năm nay sen mất mùa, ít hoa lắm các bạn ơi. Mời các bạn cùng ngắm nụ cuối cùng của vườn mình. Nụ ni sen trắng, nở ngày ni là ngày thứ hai. Là ngày đẹp nhất của hoa sen đó các bạn. Rất là đẹp. Trắng muốt ha. Còn con ong tại sớm á. Thôi mình cũng dừng clip tại đây. Chào các bạn.